Xin chào mọi người, rất vui được lại mọi người đã trở lại với kênh Những Nhạc Cụ Thực Gan. Thì hôm nay mình sẽ demo cho mọi người nghe thử âm thanh thi đàn kết men cao 50 và với style bolero và những cái nhạc cụ voi trên cây đàn này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đánh cho mọi người nghe thử bài tên là Đòi Xoay Ngang nha. Và bắt đầu nè. Trên cây đàn kết men cao 50 bài Đòi Xoay Ngang thì hiện tại là nhạc cụ Thực Gan còn rất là nhiều đàn kết men cao 50 cũ đã qua sử dụng, nhưng mà mọi người thì những cái đàn này là của không phải là cũ gì, đây là những cây đàn mà của trung tâm nhạc cụ Thực Gan thu lại từ các bạn học viên đó, các bạn ấy muốn đổi đàn và nâng cao đàn lên cho nên nhạc cụ Thực Gan thu lại đàn này rất là phù hợp cho mọi người mới tập chơi nha. Giá thì đã qua sử dụng nó tầm khoảng 5 triệu hơn thôi. Mọi người muốn biết thông tin cụ thể chi tiết thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại 0973675251 là nhà của Đường Gan. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Cảm ơn được lại mọi người. Phụ kiện cây đàn này khi mọi người mua là sẽ tặng cho mọi người bao nè, chân nè, đề can dán phím có hình nốt mọi người dễ đọc luôn. Kèm cái sách đọc đàn và ghi cái này sẽ bảo hành cho mọi người 6 tháng nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.